giả. Trong ngày hôm nay, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ thì ban ngày trời sẽ nóng lên. Tuy nhiên về chiều tối thì mưa rông sẽ xuất hiện. Mưa không lớn thế nhưng mà lúc mà giờ tan tầm sẽ ảnh hưởng đến giao thông đi lại. Vì thế quý vị hãy chú ý là chuẩn bị những vật dụng che mưa để tránh bị ướt và cảm ốm quý vị nhé.